Rồi, bây giờ quay đi. Quay thì quay được. Ừ. Đó là mặt không vui, không cười được. Phải không? Vì nó làm như là người nó bức bách, nó bị cột là vậy. Lúc nào cũng gần về cái chỗ này, phải nắm ngơi, nắm ngơi. Bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Đây là ở đâu? Nhà đâu? À, bên mình hả? Nha. Dạ, chứ đứng đây chân xuống chút để bớt làm. Đó, ok. Được rồi ha. Đâu rồi, sát ra đây ra chút đó. Đó, ok, được rồi. Đây, thẳng đây. Đó, vậy đó. Cái điểm này là rất là đau, nhưng mà mỗi lần đau á là thay vì nó đau quá thì cười cũng chi. nhẹ rồi ha. Nó đau bên nào thì còn bên đó bây giờ. Bây giờ hết rồi. Bây giờ xoay trở còn sao? Ôi trời, mình đi xuống ngồi vậy? Ôi trời. Vậy thì cười lên cái cho nó chơi. Giờ thật cười nữa rồi. Ừ. À, trong mùa xuân rồi. Đấy. Hạnh phúc quá à. Giờ mình thấy bao nhiêu cái đau đớn hồi trước, như cái dây nó cột thắt lại, bây giờ nó giãn ra hết rồi. Chỗ này nó cứ kéo cả người lại. Ừ. À, còn bây giờ giãn hết rồi. Rồi giờ đứng dậy đi đó. Qua lại thử coi. Con ngon lành chưa? Đi đó, đi đường xa, đi mạnh giãn lên rồi ngon lành đi. Đó. Ôi trời ơi, nhẹ nhàng ha. Ồ, cũng được, bây giờ cũng được rồi. Hai chân nghe, thấy lên. Ồ, giỏi quá. Co cái chân lên xem sao, co cái dòng lên. Rồi, co chân, co chân. Ở con quay kia kìa, co cho con kia co kìa. Đó, đi nè. Đó. Ồ, ngon lành. Rồi cười lớn nghe cho mọi người vô coi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.